Xin chào các bạn nha. Tiên đi chơi không ngày không quay video nhiều. Bây giờ trở lại rồi. Về Việt Nam chơi 5 ngày, giờ trở lại sang Đức rồi. Bây giờ làm việc lại bình thường nha. Mình giới thiệu với các bạn hôm nay những cái loại thuốc ho thông thường cho người lớn và trẻ em. Và thêm con này gọi là thuốc tiêu chảy đi. Bữa mình về mình ăn uống là tiêu chảy này nọ đó. Mình uống cái này rất là tốt ha. Thì giới thiệu cho mọi người, hàng thì đang có sẵn ở kho Sài Gòn rồi nha, thành phố Hồ Chí Minh rồi ha. Tiền ở bên Tiên Store, hàng chuẩn châu Âu từ A đến Z cho mọi người. Rồi, bây giờ đầu tiên thì mình giới thiệu là cái loại thuốc ho Rosban. Thì ai cũng thường biết tới hiệu Rosban này của Đức, nó rất là tốt. Nhưng mình muốn giới thiệu hôm nay là nó có nhiều loại để mọi người phân biệt. Giờ tạm thời Tiên lấy mấy cái loại khác ra một bên đi. Ba loại. Tại sao nó có tới ba loại Rosban? Nó khác nhau những cái gì? Thì nó cùng một hiệu, một chỗ nhà sản xuất hết. Nhưng mọi người thấy cái chữ Fukinder màu đỏ này là sử dụng cho con nít. Nó là cho con nít, đương nhiên người lớn uống cũng được, chỉ là cái liều lượng nó thấp hơn thôi. Nếu mà nhà mình cần gấp mà mình hết cái thuốc của người lớn, mình lấy của con nít uống cũng được. Nhưng nếu ngược lại, thuốc của người lớn cho con nít uống thì không được nha. Cái liều lượng nó sẽ mạnh hơn nhiều á. Cái đó phải có sự hướng dẫn của bác sĩ. Đây là thuốc của Rosban á, thì mình đã thử ở Rosban ở Việt Nam á, nó cũng có hàng Việt Nam luôn, tiếng Việt luôn cũng có. Nhưng đây là mình bán hàng xách tay nha, là hàng trực tiếp mình mua ở Đức gửi về Việt Nam, chất lượng nó khác hẳn hoàn toàn, giá tiền nó cũng khác luôn. Mọi người cứ thấy Rosban thì tưởng là nó giống nhau thì thôi mua Việt Nam có chữ tiếng Việt dễ sử dụng. Nhưng mà cái đó là hàng đó làm ở tại Việt Nam, sản xuất ở Việt Nam thông qua công nghệ hay gì đó của Rosban thôi. Uống thì 5-7 ngày nó mới hết. Thì giá tiền nó cũng rẻ hơn là đương nhiên. Còn hàng hiệu xách tay trực tiếp từ Đức về, chất lượng nó khác hơn, nó phải theo tiêu chuẩn của Đức, cho nên giá tiền nó cao hơn. Thì đương nhiên là nó tốt hơn. Nó uống trong vòng một ngày, ba cử sáng trưa chiều, là sáng trưa chiều tối là hết rồi. Thì khi bị ho nè, bị đau rát cuống họng nè, hay có đờm cuống họng nè, thì uống cái này là ba cử trong ngày là hết. Cái này á, là nó có vị Kirschmark, có nghĩa là vị cherry á, trái anh đào cherry á. Này màu đỏ, Fukinder, Kinder có nghĩa là con nít. Một cái hộp này 100 ml ha, mình uống cũng được lâu lắm. Nhưng khi mở nắp ra rồi, nếu mở nắp ra rồi thì phải để nơi thoáng khô ráo mát, hoặc để tủ lạnh uống để cho nó giữ lâu hư hơn. Thì cái liều lượng uống thì nó cũng đã ghi ở phía sau nè. Thí dụ như con nít từ 0 tuổi, này dùng cho trẻ em sơ sinh luôn cũng được, 0 đến 6 tuổi thì hai nhân cho tablet là ngày, 2 ngày một lần, mỗi một lần 2,5 ml. Còn con nít từ 6 đến 12 tuổi thì 2 ngày trong lần, mỗi lần 5 ml. Đây nó ghi hết nè mọi người. Rồi từ 12 tuổi cho người lớn, đã như tiên nói đó, ở đây thật ra nó cũng có sự sử dụng cho người lớn được không? Nhưng mà nếu mà mình hơi bị nhẹ thì ok, liều lượng nó nhẹ. Là thì dùng cho 12 tuổi trở lên và người lớn thì 3 ngày một lần, mỗi lần 5 ml nha. Ok, ở đây nó có cái hoạt hạt này là sử dụng cho người mù á, người ta mò chữ để người ta tự đọc cũng được luôn. Đây là sử dụng cho con nít ha. Rồi, cái loại này. Rồi, còn cái loại màu xanh dương, full vaccine, có nghĩa là sử dụng cho người lớn. Thì công dụng nó cũng vậy, để trị ho nè, đờm ở cổ nè, hay là mơ ngứa ngứa cổ, đau rát cuống họng gì đó. Đó. Cái này thì nó không, cái của con nít á, bên kia nó có vị cherry. Còn cái này nó có mùi giống như bạc hà, menthol, kirschmark. Nó thơm thơm bạc hà lên, nó thông cổ họng á ha. Chai này thì nó thêm 5 ml, nó không phải 100 ml giống chai kia mà 105 ml. Thì mình cũng không biết tại sao nó không chẳng nó 100 mà nó 105 thì cũng không biết luôn. Có thể để cho nó phân biệt với kia. Cái màu xanh dương thì full vaccine là cho người lớn, cái màu đỏ Fukinder là trẻ em ha. Rồi thì nó nước ngoài hàng trực tiếp Đức thì nó có cái mộc này nè. Chứ là tất cả nó bằng tiếng Đức hết. Và nó còn có những cái chữ nổi dành cho người mù. Còn ở trong nước sản xuất ở Việt Nam á, thì Tiên chỉ nhìn thấy trên hình thôi, cho nên Tiên cũng không rõ là nó có những cái chữ nổi cho người mù hay không. Mà Tiên thấy nó ghi tiếng Việt rất là nhiều.
Đây, nó ghi là sản xuất tại Đức ở cái chỗ này nè. 61138 đi được đô phần đề đề. Đô phần đề nè. Rồi thì cái liều lượng dùng cho người lớn, nó là người lớn mà trẻ em từ 6 tuổi trở lên cũng dùng được luôn nha. Từ 6 đến 11 tuổi thì uống 2 lần trong ngày, mỗi lần 50 lít, nó cũng tương tự như kia, cái liều lượng nó hơi giống nhau nha, cho nên không phải lo. Từ 6 tuổi trở lên thì là mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 50 lít. Rồi còn cái của con trẻ em thì là dưới 6 tuổi dùng cũng được, còn cái này từ 6 tuổi trở lên mới dùng được nha. Người lớn và trẻ em từ 2 tuổi thì 3 lần một ngày, mỗi lần 50 lít, nó cũng giống như vậy luôn. Trước khi sử dụng người ta khuyên là phải xuất tình và lắc lắc nó lên như thế này nè, lắc lắc nó như thế này để cho nó đều á. Dịch thì ở bên trong này nó ml, nếu mình không biết ở trong này nó có sẵn nha, quên đó. Đây trong này nó có sẵn cái nắp để mình đo nè, đây mình đo cái ml nó nè, nè 2,5 nè, 7,5. Ở đây cái này nó bị mờ thì nhìn không có thấy được đó, nhưng đại khái đây là nhìn mắt ngoài đây 10 ml, 7,5 là 2,5 là đây nè. Đó nó có đồ đo trong này. Còn cái này cũng là hiệu Rosban, em không biết nó có cái cây đó không, mỗi hiệu nó mỗi khác. Đây là hiệu Rosban, cái này nó khác với hai hiệu kia cái gì, cái kia là bằng sirup, có nghĩa là dung dịch lỏng. Nó uống tại vì nít nhiều khi nó hoặc đang ho đó, đưa mấy cái viên vô nó khô thì nó bị ấy ra, thì hai cái này dung dịch lỏng thì nó nặng và cầm theo thì nó hơi bất tiện, thường để nhà. Còn nếu đi đường đi du lịch ha, hoặc cho nó tiện á thì người ta sẽ dùng gói. Đây cái gói nè, mỗi một hộp này có 21 gói, mỗi gói 50 ml, là 50 ml là một liều lượng như nãy giờ mình nói đó. Đây thì nó cũng có tác dụng y như cái kia, trị ho, trị đàm hay là có gì vướng ở cuống họng rồi làm cho nó tan đờm dễ thở ha. Cái này thì sử dụng cho từ 6 tuổi trở lên. Đây, 6 tuổi trở lên nó giống như cái chai của người lớn vaccine. Đây thì mỗi một gói là 50 ml rồi, mình không cần phải đo nữa. Mỗi một ngày mình uống 2 lần, mỗi một lần là một gói. Xé nó ra đổ vô uống rồi với nước lọc. Hoặc từ 12 tuổi trở lên và người lớn thì mỗi ngày uống 3 lần, là mỗi lần thì là một gói đó, một gói đó là 50 ml đó. Ở đây ta để thành phần liều lượng gì đó, nói chung là đổ hết nó vô giống như ăn gói đường gì đó rồi uống nước lọc nó vô. Ở đây thì có 21 gói, ví dụ mình cứ cầm đi theo dọc đường đi chơi hay cái gì đó, hoặc là đi đâu đó qua nhà nào cầm theo mấy gói nè, để trong cái bóp cho chắc ăn là vậy. Nó đơn giản, nó gọn, nó không bị đổ bị gì hết. Còn cái này mở nắp rồi á, đúng là nó kín nhưng mà cầm theo nó nặng nề, hoặc là sợ nó đổ ngang này tùy theo mỗi người thích cái loại nào thì đúng là đó. Như cái này nhắc lại nha, là từ 6 tuổi trở lên nha, không dùng cho nít sơ sinh nha, không dùng cho nít nhỏ. Ở đây là mình đang nói về hiệu Rosban. Rồi bây giờ có những cái loại thuốc ho khác, hiệu khác mà mình thấy cũng hay. Đây là nó thuốc ho khi mà bị ho chị. Còn cái này mình thấy hay nè, bác sĩ Đức cho mấy đứa nhỏ nhà mình dùng, thì cái này nó giải đờm trước khi đi ngủ á, buổi tối á, thường mấy mình mà bị ho rồi nó trước buổi tối khi mình đi ngủ mình ho dữ dằn lắm, tối ngủ không được, cứ sụt 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 vậy đó, thì trước khi đi ngủ thì uống cái này vô là nó tan đờm, làm cho nó dễ ngủ dễ thở. Trước khi đi ngủ 2-3 tiếng gì đó, ví dụ 10 giờ 11 giờ mình lên ngủ thì cỡ chừng 7 giờ tối là mình uống nó đi đó, để nó tan đờm nó dễ ngủ, không tối không phải cứ sụt sụt ho 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 hụ 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 hoài. Đây nó có để chữ này, Kegel Rai Houston đó, tan đờm này nọ hết. Nhưng mà cái này
chỉ sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi, đây nó để là Avspyre Unavaccine, cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên và người lớn. Trẻ em dưới 2 tuổi không nên sử dụng cái này nha quý vị. Mình rất là kỹ về vấn đề thuốc men này nọ, mình nhắc kỹ nha. Bình này cũng 100ml, nó cũng có chữ nổi để dành cho người khiếm thị đó, mò đọc ra. Cái này là theo toa của bác sĩ Đức đàng hoàng nha, cho trẻ em, cho nhà mình dùng, cho mấy đứa nhỏ nhà mình dùng, mình thấy hay mình giới thiệu với mọi người thôi. Cái hiệu này ở Việt Nam không thường bán, cũng không ai bán, chỉ có duy nhất một mình thôi. Nếu sau cái video này có bán có nghĩa là bắt chước á. Bởi vì mình thấy, mình đã nói nhiều lần, ở bên này mình xài cái nào tốt, mình thấy hay thì mình giới thiệu cho bà con. Cái Rospa này thì họ bán nhiều, nhưng cái này thì không có, duy nhất chỉ có Tiên Store thôi. Ở Tiên Store bán, tại Tiên Thế này rất là hay. Cái này thì chị ho bình thường ban ngày uống nó, nhưng cái này buổi tối trước khi đi ngủ á, mình uống nó để tối ngủ nó thông cuốn họng, nó không bị nghẹt mũi, không bị ho đờm hay cuốn họng ngủ không được. Thì cái này rất là tốt ha. Thì cái này để Tiên coi liều lượng, thì nó cũng có cái tờ giấy ghi trong này. Nhớ mấy cái thuốc ho mà bằng syrup này nọ, trước khi sử dụng nhớ lắc nó lên nha, xúc tình nó lên cho nó đều cái dung dịch nhé. Ở đây đây nè, người ta có cái nắp nè, cái nắp nó có ml nè, để đo trong này cho mình luôn. Hoặc là cái cây nè, cái cây kèm theo của nó nè, ở đây nó có ml cho mình nè, 5ml, 4,5 gì gì đó. Con nít thì là 2,5, người lớn thì là 5ml. Đó, mà con nít này từ 2 tuổi nha, không dùng cho nít sơ sinh nha. Còn cái nắp này á, nó hơi khó mở và nó chắc Tiên phải nhắc trước. Nè, người ta hướng dẫn là phải nhấn cái tay nó xuống rồi quay nó ra mới, để phòng ngừa con nít á, nó phá phách, nó mở lấy á, thì nó uống bậy bạ đâu có được. Cho nên ở bên này người ta rất là kỹ ha. Cái nắp không phải mở bình thường, phải nhấn nó xuống rồi mới xoay nó ra, mở ra. Cái bình này mới thì không có mở, tại nhà nó còn cái bình này. Mở ra là phải sử dụng theo cái hàng sử dụng này hả. Còn chưa có mở thì mình để lâu một chút cũng được. Mở ra là trong vòng mấy tháng là mình phải sử dụng nó hết. Nếu mà qua thời hạn không sử dụng hết thì cũng nên bỏ đi nha, đừng có tiếc nha, ảnh hưởng tới sức khỏe của mình á. Sử dụng hết thì cũng nên bỏ đi. Rồi cái này là để tan đờm tối trước khi ngủ nha. Đó là sự khác biệt. Tại sao hai cái á, để tôi biết đó. Tiên bán hai cái đó. Nó rất là tốt, đã sử dụng rồi, thấy tốt nó giới thiệu cho mọi người chứ không phải giới thiệu bán hàng đâu. Còn cái loại này cũng là siro trị ho, này nó có hiệu Mivolis DM. Thì cái này sử dụng cho con nít từ 1 tuổi trở lên, nó cũng có tác dụng như mấy cái kia. Tại sao Tiên bán thêm cái này là bởi vì cái bình này 200ml, cái kia mỗi cái có 100ml thôi. 200ml sử dụng cho con nít từ 1 tuổi và người lớn luôn, nó cũng công dụng trị ho, tan đờm rồi này nó. Nhưng mà nó khác ở chỗ là nó 200ml. Nếu mà người lớn dùng cái này á, dùng nhiều á, nhà mình có nhiều người mình dùng nhiều lần á, thì mình mua sử dụng cái này. Còn nếu mà mình ít thì mình sử dụng cái này. Nói chung là tùy theo nhu cầu sở thích của mọi người nha. Mình thấy cái nào hợp với mình thì ấy hơn. Có người thì hợp cái này, có người thì hợp cái này. Cái này cũng không biết như thế nào mà diễn tả nữa. Thì thường thì ở nhà Tiên sử dụng Rospan với cái này, với hiệu tan đờm này. Nhưng mà ở Việt Nam thì chuộng cái này, sử dụng cái này hơn. Có thể là hợp với khí hậu hoa, thời tiết hay gì đó. Thì nói chung là tùy các bạn nha. Giá tiền thì nó cũng cỡ tương đương nhau thôi. Tại vì cái này nó 200ml là, thì tính ra hai cái này nó mắc hơn. Tại nó có 100ml, còn cái này 200ml. Thì giá nó cũng cỡ bằng nhau thôi, là 250.000. Rồi, liều lượng thì ở trong này nó cũng có ghi hết rồi, nó cũng tương tự vậy, cho nên Tiên sẽ không nói lại nữa. Đây là những cái thuốc trị ho, tan đờm, đó rất là cần thiết trong cái mùa dịch này, hoặc là mùa bệnh khi chuyển thời tiết này nọ, chứ không phải chỉ duy nhất là dịch không đâu nha. Còn cái này rất là quan trọng nha mọi người. Tiên về Việt Nam, Tiên ăn uống thì các bạn nữ Tiên nó chưa có quen với nhà ở Việt Nam. Khí hậu, thời tiết, thức ăn Việt Nam thì sẽ bị đau bụng, hoặc là thỉnh thoảng mình ăn nhiều quá mình cũng bị khó tiêu, mình đau bụng hay mình trúng thực gì đó. Thì một cái hộp này nó có 10 gói và nó có cái mùi, nó có cái vị là táo và chuối, nó dễ chịu lắm. Rồi mình pha với một cái ly nước lọc 200ml vậy nè. Mỗi một ấy mình để cho một cái gói, đây nó có 10 gói nè. À, một gói là 5,2 gram, mình xé một gói ra mình pha với một ly nước lọc nha. Nước lọc
đã được nấu chín đun sôi, ở Việt Nam gọi là nấu chín đun sôi đó đó, pha cho đánh nó tan rồi mình uống nó. Khi mình bị tiêu chảy chạy cỡ nào bao tử thì không quen, chạy cỡ nào cũng gì uống một gói vô nó cầm lại liền, một ngày uống 2 gói, cao lắm 3 gói là hết trơn nha, dứt điểm luôn, chị dứt điểm luôn, không có kéo dài lâu đâu. Nói chung là một cái hộp này nên mua để ở nhà để phòng hờ mình có bị bệnh hay là trúng thực hay là ăn không tiêu hay chảy gì đó. Nói chung ở Việt Nam thì thức ăn nó cũng hơi không được sạch sẽ đó, cho nên nên mua ở nhà giữ sẵn nha, công dụng trong cái bịch đầu tiên thôi, pha uống là đã thấy nó cầm lại được rồi. Thì tôi sẽ giới thiệu sơ những cái mà mình hay sử dụng ở nhà mình thấy tốt thì cho mọi người biết đến, để có nhu cầu thì cần mua thì cần sử dụng thì mua, hoặc là cần tư vấn gì thêm thì mọi người comment ở dưới cái video của mình, hoặc là vào trang Facebook bán hàng của mình là Tiên Store, hàng chuẩn châu Âu từ A đến Z ha, hoặc là hàng gia dụng Đức. Rồi cảm ơn các bạn anh chị theo dõi ha, cần góp ý cần tư vấn gì thì nhắn với mình nha. Rồi tạm biệt mọi người, chào tạm biệt.